Xin thân chào hết thảy các bạn yoga. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn ba trận đấu hay và hấp dẫn của vòng 11 giáp cấp liên tái diễn ra vào tối ngày hôm qua, 21 tháng 8, 2023. Trận thứ nhất của Tưởng Xuyên, trận thứ hai của Tàu Nham Lỗi, trận thứ ba của Uông Dương. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Các bạn lưu ý hiện nay thì S sẽ không đăng theo giờ mà là cứ sau mỗi trận đấu chính thức xong thì S sẽ đăng ngay. Có nghĩa là sau khoảng nửa tiếng cho tới một tiếng là sẽ có video. Thường là nửa tiếng là có video rồi. S đăng ở hai kênh. S sẽ đăng các kỳ thủ ưu tiên hàng đầu trước. Ví dụ như là Lại Lý Huynh, Vương Thiên Nhất, Nguyễn Thành Bảo hiện nay nè. Kế tiếp đó là Mạnh Thần hay là Triệu Hâm Hâm, Mạnh Phùng Duệ, Tào Nhâm Lỗi, Quân Khuất. Vân vân.吃。 吃。 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 吃。
将军。吃吃吃将军。将军。将军。将军。
将军。Đến đây thì để chống sát cục thì mã 5 phải thối 7. Rồi sau đó đen chỉ cần đẩy chốt vô để chiếu bí mà bỏ luôn cả pháo. Sát cục, Hứa Quốc Nghĩa buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 2 của Tàu Nham Lỗi.吃 吃 吃吃
吃 吃 吃 吃 吃 Tới đây, thế trận quá ngột ngạt bất ngờ, Triệu Quốc Dinh đã buông cờ nhận thua sớm. Cờ này thì S kiểm tra hơn khoảng 700 điểm. Tại nhầm lỗi 700 điểm. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của U Dương.
吃。吃。吃。吃。将军。将军。吃。将军。Xá cục đẹp mắt, buông dương, buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.